Dạ em xin được chào toàn thể mọi người. Vâng. Nay em có mấy mặt hàng đây, mấy cái tô vít, đây có hai kéo cắt tôn nữa, một ít đuôi chuột, mà lết, rồi mấy cái búa. Vâng, để đặt hàng thì xin liên hệ em qua số điện thoại là 0388 480 747 hoặc là số 0906 026 và 499. Rồi giá các mặt hàng này chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Còn một số thông tin thêm về giao dịch mọi người quan tâm thì có thể tham khảo thêm trong phần mô tả của video đây. Rồi em vào chi tiết ạ. Rồi, đầu tiên là số 1 là một cặp tôi viết vơ xeo. Cặp này có kích thước này, cái mũi nó ra 10. Nên là nó 20. Chiều dài nó 20 phân. Là cặp này vô sale thì đây, cái dấu cộng là đầu BS2, còn cái dấu trừ là dấu là trừ 6, thì thân này nó là 6 ly. Rồi, chữ da vàng nằm đây kìa. Da vàng. Rồi, đem thử nam châm lên này. Rồi, ok. Cặp số 1 này giá là 130. 130 đó. Số 2, đây số 2 một cây này. Rồi, số 2 cái này cũng cái này cũng của vô xeo, đây vô xeo. Đây đầu một đầu ba ke, đầu dấu cộng, đầu BH2. Cái này là BH2. Rồi, cây này thì nó có dạ quang trong, nó tối là nó phát sáng ạ. Kiểm tra thử. Đó, tối là nó phát sáng ấy. Đó. Cái này kích thước đây, cái này nó cũng 10 phân này. Cái này được gần 18 năm. Rồi, ok, mũi không? Rồi, chữ da vàng nằm trên này đây. Đây. Vui xeo da vàng đây. Rồi, đây, nằm trong. Ok. Ở cái này số 2 giá là 100 ạ. Số 2. Rồi, cái số 3. Này thì là tô vít của vô xeo hết ạ. Đây số 3. Dạ vàng. Rồi, cái này thì đầu BH3, đầu dấu cộng, nó BH3 đó. Mũi còn rất là đẹp. Cái cây này thân nó là 8 ly. Cái thân nó là 8 ly đấy. Rồi, chiều dài là 15 phân. Nên là 28 phân. Dài 28 phân. Rồi, nằm chưa?
Rồi cây số 3 này dán 100 ạ. Đây, mũi BH3. Cây số 4. Cây số 4 nó cũng có của Vercel. Đó, cái này thì cao su mềm. Cao su mềm ạ. Rồi, sẽ ra bằng này. Đó, ra bằng. Okay. Rồi, cái này thì đầu cũng BH3, thân cái thân này nó 8 ly. Rồi, 15 phân. 28 phân, 28. Cây số 4 giá 100. Nào, 500 này. Số 4. Cái số 5 là cây kìm nguội. Cái kìm nguội này Fujiya. Fujiya này. Fujiya này. Rồi, cái này chiều dài nó là 18, 18 năm. Rồi, đánh cắt ok. Cái này số 5, giá là 140, số 5. Và số 6. Số 6 là cây kéo cắt tôn. Cái tôn này cũng Mitsubishi đấy, logo Mitsubishi. Còn quay gài coi, ok. Cắt ok. Rồi, kiểu này thì cắt thì nó tôn nó không dính vào tay được. Cắt thì nó chạy theo cái đường. Đó, cái này số 6 giá nó là 250. Đây cái lưỡi. Lưỡi này là 6 phân rưỡi. Chiều dài cả đây nó là 25 phân. Cây số 7. Cây số 7 của Mitsubishi. Đó, cắt nó theo cái đường này. Ok. Đó, ok. Cây này thì nó bị chóc xì ít rồi. Một. Nha. Cái này số 7 giá cũng là cái này số 7 giá 230, còn kích thước này nó cũng bằng cái kia. Đó. Okay. Rồi, số 8. Đây số 8 này cần một cây cần tiếp và một khúc lối. Cần tiếp còn tôn.
Rồi, cây cần với đầu núi này thì đầu là 1 phần 2 hết. Đầu này đầu 1 phần 2. Rồi, ok. Chiều dài đây 20 năm. Cái này là 10, 10 năm. Rồi, bộ này số 8, giá nó là 180. Rồi, cây số 9 là cây đuôi chuột của MCC. Đuôi chuột 12, 14. À, 12, 14 MCC. À, 12. Rồi, còn nó cứng cáp, ok. Hai bốn. Chiều dài cái này nó 22 phân. Đó, số 9 này giá là 101 ạ. Rồi, số 10, số 10 giá 101 cũng đầu tiếp 12 14 ạ. 12 14 là super. Rồi, còn rất là cứng, ok. Đó, chiều dài 22, 22. À, cây này số 10, giá 101, đồng 12, 14. Đó. À, số 11, 11 là super. 11, super. Đó. Cây này thì là 17. Là tiếp 17 14 17 ạ. Rồi, cũng còn rất chắc. Ừ, chiều dài nó là 26 năm. Số 11 này giá là 140. 11. Số 12. Số 12 là đầu đối chuyện đầu 17 19 à, mấy tên ra vàng của super. Cái này thì đuôi hơi cong chút. Rồi. Rồi, còn ok. À, đảo chiều. Okay. À, chiều dài nó là 24 phân. Okay. À, đầu 17 19 ấy. À, cái số 12 giá 160. Cái số 13. 13 cũng 17 19. 17 19. À, 17 19 là super này. Số 13 là giá 160 thôi. À, còn đất cứng không à.
Yeah, cái này chiều dài nó là 31 phân. Giá là 160. Nó số 13, số 14. 14 là của top. 14. 14 thì là đầu 19 22. Giá số 14 là 108. Đây 19 này, đây top giá vào 19 22. Cái này chiều dài 31. Rồi, rất chắc. Ok. Rồi, cây số 15. 15 là của săn cây. 15 săn cây. Này, 19 ra vào. Này, số 22, 24 á. Đây, rồi, còn rất là ok. Rồi, cái này chiều dài nó 35 phần. Số 22, 24, giá là số 15, giá 230. Số 16 này. 16 là cây mỏ lết, cái này của Hero 250 mini này, dấu rít này. Giá vàng số 16 giá 160. Rồi, phần miệng này. Ok. Rồi, đất này. Số 16 giá 160. Số 17. 17 cây này 300 mini của MCC. Dấu dít. Giá vàng. Số 17 giá 220. Rồi, ok. Cái số 17 giá 220. Cái số 18 mà. Đây, 18 là cái này 375 mini à, của Hit. Thân thì nó bị chóc xi rồi. Hit này, Zit này. Giá bằng. Đó rơ đây. Còn ok lắm, không có gì. Không nhát được.
Cái này súng 18 ạ. Súng 18 này giá 300, nó là 375 mini. Súng 19 là cây mỏ nét răng của ARM AM ạ. 300 mini. Dấu rít này. Đây made in Japan này. Ở trên đây có made in Japan. Là xo nhốn này, ok này. Cái này thì cái thanh đăng nó rất là dài luôn ạ, của AME cái thanh đăng này rất là dài ạ. Ra hết. Gần được 8 phân, 7 phân rưỡi. À, răng rất là đẹp, rất là sắc luôn. Rồi, đây mất một răng, mất răng này bị. Rồi, cái này số 19 á, giá nó là 270. Số 20, 20 thì cây này MCC 350. 350 zit. Da vàng trên này, da vàng. Rồi nó xo nhún, ok. Cái này thì nó được 7 phân rồi. Đang rồi đó. Rồi, rất là đẹp rồi. Rất là bén luôn đó. À, cây số 20 đấy. 20 giá là 290 nữa. Rồi, số 21 cái búa này, cái búa gò đầu nhọn này. Mickey. Ok. Cái số 20 giá nó là số 20 đây giá là 101. Cái đầu này nó 11 phân. Này là kia có số 20 rồi, đây số 20A. Số 20A 201. Số 21 cây bố bi. Rồi 21 cây bố bi là giá là 150, nó nặng là 500 g. Cây này thì là đây OH này, để có logo chết mắc này. 1 LBS ạ. Rồi còn rất là đẹp. Trên thân này còn chữ chat mark mà rồi.
cây số 21 giá 150, nặng 500 g cả cán ạ. Số 22 là cây bố đinh. Rồi. 22 cây bố đinh của Yamaguchi đây, Novo Yamaguchi. Cái này nó đầu nó cao đấy là 10 hay 13 phân. 13. Cả cán là nó nặng là 520 g ạ. Số 122 giá nó 170 đó. Rồi, đến nhầm số cái này số 24. 24 búa này. Cái này búa cán sợi thủy tinh. Yamaguchi. Họ mới tin ra vào. Ờ, cái này cao là 13 năm. Số 24 giá nó là 230, 640 g. Rồi. Cá còn nguyên. Và số 25. 25 thì cây này cán sắt, cây của Đầu Châu, Đốc Kiêu. Made in Japan. Made in Japan. Cũng nặng 640 g. Số 25 giá là 230 luôn. Đó, bên này thì mặt lưới. Cái số 25 giá 230 đó.